Hello, xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh Nhà phố Vân Nguyên. Xin giới thiệu Vân là môi giới chuyên bán nhà phố khu vực Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp và các quận trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu quý cô chú anh chị có nhu cầu ký gửi nhà bán chính chủ, hãy liên hệ với Vân qua số điện thoại được hiển thị bên góc trái của màn hình. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, Vân xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị một căn nhà với phân khúc chỉ 2 tỷ thôi, nằm ở vị trí trung tâm phường 7 quận Phú Nhuận. Và căn nhà này nằm ở trục hẻm số 76 đường Phan Tây Hồ. Từ vị trí này thì chúng ta dễ dàng lưu thông sang các trục đường Phan Xích Long, đường Trần Kế Xương và đường Diêu Tư. Và trục đường Vân đang đứng ở đây là hẻm số 76 đường Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú Nhuận. Nếu đi về phía bên đây là chúng ta hướng về trục đường Phan Xích Long nè. Còn đi về hướng bên này là chúng ta hướng về mặt tiền đường Phan Tây Hồ. Và căn nhà hôm nay Vân giới thiệu nằm ở trục hẻm số 76, xịt 25, đường Phan Tây Hồ nha. Hẻm đi vào nhà là hẻm 2,5 m. Và căn nhà mình cách mặt tiền hẻm 76 Phan Tây Hồ chỉ khoảng 50 m thôi. Hẻm rất là sạch sẽ và thông thoáng, được đựng nền và tráng xi măng rất là sạch sẽ luôn. Và đây là vị trí căn nhà Vân xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị ngày hôm nay. Và căn nhà mình có hướng chính là hướng đông nam, phù hợp với các khách hàng có mệnh phong thủy là đông tứ trạch. Nhà có kết cấu một trệt hai lầu, công năng gồm có phòng khách, bếp, hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Vâng, xin mời mọi người cùng tiến vào trong để tham quan chi tiết căn nhà của mình. Đây là khu vực phòng khách nè, cũng khá là gọn nhỏ thôi. Chúng ta có thể để được vài chiếc xe máy ở khu vực này. Và khu vực này á thì chúng ta có thể đặt được một bộ bàn ăn nè. Thì khu vực bếp được gia chủ trang bị với một kệ bếp nhỏ nè. Đây chúng ta cùng nhìn lại không gian khu vực phòng khách của căn nhà mình nè. Mời xin mời mọi người cùng tiến lên khu vực lầu 1 nha. Kết cấu của lầu 1 thì là một phòng ngủ có một nhà vệ sinh riêng. Đây là khu vực phòng ngủ ở lầu 1. Phòng ngủ ở lầu 1 này thì có một cái cửa sổ nè, có thể nhìn ra phía trước nhà mình luôn. Ở vị trí cuối phòng thì mình có một nhà vệ sinh nè. Nhà vệ sinh này được gia chủ trang bị với các thiết bị vệ sinh cơ bản luôn. Gạch ốp phun tường, rất là sạch sẽ. Và xin mời mọi người cùng tiến lên khu vực lầu 2. Khu vực lầu 2 thì là có một phòng ngủ có ban công phía trước và một cửa sổ phía bên trái. Từ ban công thì mình có thể nhìn ra được hẻm của mình nè. Ban công mình rộng khoảng 1,5 m. Và phía bên trái nhà mình có một cái cửa sổ luôn. Phòng này thì được dựng vách kính ha. Ở đây có một cái kệ để đồ và treo quần áo cho nhà mình nè. Căn nhà nằm ở vị trí trung tâm quận Phú Nhuận, dễ dàng di chuyển sang quận Nhất và quận Bình Thạnh. Đang được gia chủ cho bán chỉ với mức giá là 2 tỷ, còn thương lượng trực tiếp với chính chủ. Nếu quý cô chú anh chị có quan tâm đến căn nhà này, hãy liên hệ ngay với Vân qua số điện thoại được hiển thị bên góc trái của màn hình. Đừng quên bấm đăng ký để theo dõi những căn nhà đang được chào bán. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.